tinh thần của ảnh đúng rất là nhiều luôn á. Mà không hiểu vì sao mà anh vẫn kiên quyết là như vậy từ hồi xưa tới bây giờ. Nó ảnh hưởng đến khoái cảm rất là nhiều. Đúng rồi, mỗi khi mà đang gần gũi nhau tự nhiên mình cứ phải nói nha anh Nghiệp. Đấy, hai lời muốn nói anh nhá. Anh Nghiệp sức khỏe mà, tốt sức khỏe mà. Vâng đúng rồi, anh Nghiệp thân mến ạ. Thay cả chân Thái luôn nhé em. Anh Thái thân mến luôn. Giang Anh, em kiêng bằng cách nào? Em thấy có hai cách để ngừa thai cho phụ nữ ấy. Tại vì mọi người cứ bảo là phụ nữ thì ai cũng ngừa thai theo kiểu nó sẽ sợ ảnh hưởng đến hormone. Nhưng mà theo em tìm hiểu thì nó có hai loại. Một loại là sẽ can thiệp vào hormone của phụ nữ, còn những loại còn lại là không can thiệp. Những loại không can thiệp là sử dụng bao cao su. Hai, sử dụng màng phim để đặt vào phía trong, nó có thuốc diệt tinh trùng ở phía trong đấy. Màng phim mà là sao? Có nghĩa là em như là... Cái đấy rẻ lắm, mua 150.000. Nó chỉ mỏng tang như là cái màng phim như thế. Xin chào, chúng tôi là Siêu Mom Siêu Tám, là Hana Giang Anh, nên là Mom Lành Mạnh. Mình là Ngọc Mai và là Mom Lọ Mọ. Mình là Bông Chuẩn, mình là Mom Điềm Đạm. Mình là Triệu AV, mình là Mom Duyên Dáng. Ôi trời ơi. Đấy, Hana không hợp với tài đó đâu. Hana em đừng này, em mỗi lần gặp các chị em lại kiểu như là hồi hộp, mới là hồi hộp. Lúc đầu e thẹn ghê lắm, lúc sau nói không cho ai nói. Đúng rồi. Chính là chị đấy. Đấy, bởi vì hôm nay bởi chương trình phải cho bận đồ vậy nè, nhưng mà mình phải cứ khép nép lại. Bông nó đi Bông. Dạ. Em đang suy nghĩ đến một cái câu chuyện để em kể cho mọi người nghe, bởi vì là cái chuyện này em cũng kiểu lăn tăn từ lâu lắm rồi. Cũng như mọi người biết là em có một đứa con 2 tuổi và một em bé 9 tháng rồi. Thì tức là mọi người cũng biết rằng là em bị lỡ một chút. Lỡ một chút nhẹ. Thực ra là bị vỡ kế hoạch. Lúc đó là em vừa mới sinh xong được 7 tháng mà em sinh mổ nữa. Em chưa kịp định hình lại gì á, còn chưa kịp hoàn hồn lại á thì đã lại dính tiếp luôn. Và cái đó nó cũng hơi nguy hiểm bởi vì mình là sinh mổ á, cho nên mình phải cách khoảng tầm 2-3 năm nó mới an toàn. Cái đó nó ám ảnh vào đầu em rất là lâu và nó rất là dài, sau cái kể cả cái sau cái thời gian mà em sinh xong á, cho đến bây giờ em vẫn lăn tăn đến cái chuyện ngừa thai. Mà trong cái lúc mà em bầu đứa thứ hai em cũng đã có nghiên cứu rất là nhiều rồi. Em có xem một cái clip người ta nói rằng là cái chuyện ngừa thai á, có thể là từ người phụ nữ có thể là thắt ống trứng, hoặc người đàn ông có thể thắt ống dẫn tinh. Thế nhưng mà giữa hai cái việc người đàn ông và người đàn bà ngừa thai á, thì cái việc người phụ nữ ngừa thai nó có một chút ảnh hưởng đến tâm sinh lý và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe một phần. Thế nhưng mà với người đàn ông ấy, nếu mà như mà họ thắt ống dẫn tinh thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Mà nhiều lúc đàn ông không hiểu đâu, người ta nghĩ cái điều đó là giống như là đang ám ảnh người ta, người ta sợ. Đúng rồi, kiểu cái tâm lý của đàn ông là sẽ cảm giác như mình trở thành thái giám, nhưng thực ra không phải, nó hoàn toàn không đúng. Nó vẫn là một cái quan hệ bình thường, thế nhưng mà nó chỉ là không có tinh trùng và sẽ không gây có thai, thế thôi. Thấy đây là một cái mà mới luôn á, chị nói thiệt. À, chị không hề biết về chuyện này hả? Chị không hay cũng biết không ấy. Tức là chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà chồng mình sẽ đồng ý cái chuyện mà thắt ống dẫn tinh. Tức là chị chưa mặc định được luôn á. Anh Nghiệp á, ảnh luôn luôn là sợ chị uống viên thuốc hay là làm gì đó thì hại tới sức khỏe. Bởi ảnh không muốn cho chị làm bất kỳ một điều gì về đánh thai hết. Tiêm hay là đặt dưới da hay là như thế nào đó anh cũng không bao giờ. Nhưng mà rồi... một viên thuốc cũng không. Sao? Ảnh chỉ là tránh thai hoàn toàn tự nhiên là cho ra ngoài. Đó, cái đó thì sẽ ảnh hưởng cái mình biết là sẽ ảnh hưởng đến cái tinh thần của ảnh rất là nhiều luôn á. Mà không hiểu vì sao mà anh vẫn kiên quyết là như vậy từ hồi xưa tới bây giờ. Nó ảnh hưởng đến khoái cảm rất là nhiều. Đúng rồi, mỗi khi mà đang gần gũi nhau tự nhiên mình cứ phải nói nha anh Nghiệp. Đấy, hai lời muốn nói anh nhá. Anh Nghiệp sức khỏe mà, tốt sức khỏe mà. Vâng đúng rồi, anh Nghiệp thân mến ạ. Thay cả chân Thái luôn nhé em. Anh Thái thân mến luôn. Giang Anh, em
kiêng bằng cách nào? Em thấy có hai cách để ngừa thai cho phụ nữ ấy. Tại vì mọi người cứ bảo là phụ nữ thì ai cũng ngừa thai theo kiểu nó sẽ sợ ảnh hưởng đến hormone. Nhưng mà theo em tìm hiểu thì nó có hai loại. Một loại là sẽ can thiệp vào hormone của phụ nữ, còn những loại còn lại là không can thiệp. Những loại không can thiệp là sử dụng bao cao su. Hai, sử dụng màng phim để đặt vào phía trong, nó có thuốc diệt tinh trùng ở phía trong đấy. Màng phim mà là sao? Có nghĩa là em như là... Cái đấy rẻ lắm, mua 150.000. Nó chỉ mỏng tang như là cái màng phim, như cái giấy thấm dầu ấy. Xong mình gập lại làm bốn, xong mình cho vào phía trong trước 10 phút thì cái dịch của mình nó sẽ làm cái đấy nó tan ra và nó thành một cái lớp thuốc diệt tinh trùng lúc mà đấy bắn phải mãi. Nhưng mà nó sẽ giữ trong khoảng bao lâu để trong cuộc yêu lúc đó thôi. Vâng đúng rồi, trong cuộc yêu đó thôi chị. Ôi trời ơi, phí tạo tiền quá. Nhiều biện pháp lắm các chị ạ. Quá giới trẻ mà nó rất là nhiều. Đúng rồi, hiện tại các chị có biết cái loại bây giờ rất là hot là cấy que ấy. Nhưng mà ở đây không có ai dùng à? Bạn bè em dùng rất là nhiều. Mà được. Em thấy bảo rất là tiện luôn. Mỗi tội là nó cũng là biện pháp can thiệp đến hormone. Chị có cấy que, nhưng mà tại vì là lúc mà em cấy que ấy, em bị rối loạn kỳ kinh. Đúng rồi, nhiều người bị lắm. Thì cái đấy nó là một cái dạng tác dụng phụ, không phải là ai cũng bị. Nhưng mà sẽ có một số người sẽ bị như thế và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý của mình á. Em bị phải khoảng tầm 60 ngày á, là em không thể nào chịu được nữa vì rất mệt á. Nó làm mình bị tụt huyết áp rồi nó nhiều thứ lắm, nên là em phải bỏ ra và em đang tìm một cái biện pháp khác nhưng mà hiện giờ vẫn chưa tìm ra. Bây giờ là theo tính ngày. Tính ngày, ví dụ như là ngày hôm nay ngày kinh của mình, bây giờ lúc nào á trong cái note á cũng ghi là hôm nay có kinh ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu. Trời đất ơi. Có mấy cái app mà tính chu kỳ kinh nguyệt với cả ngày rụng trứng á. Rồi sẽ canh. Nhưng mà thật sự là như vậy thì tính ngày, ví dụ lỡ mộng mà anh Thái là cái người là không có như anh Nghiệp là cho ra đúng không? Tôi nói anh ơi làm gì không được, không đi vô cái ngày của em rồi, uống thuốc đang trong cái đó thì không thể nào mà kiềm chế được. Dùng bao là an toàn nhất này. Chị hiểu vấn đề, dùng bao nó vệ sinh, nó không bị viêm rồi này nọ, nhưng mà cảm giác nó có cái gì á, nó không thật, nó không tự nhiên. Bao cao su là một trong những biện pháp ngừa thai an toàn nhất và có thể ngăn ngừa được tất cả các bệnh tình dục. Nhà chị thì không có một cái nào hết, bởi vì biết chồng của mình không có thích. Thì cảm giác á, ví dụ như mà thường cảm giác nó bị ngứa ngáy hay là giống như bị dị ứng á. Có nhiều người bị dị ứng đấy chị ạ. Có thể chị cảm thấy như vậy. Với cái chất ghê lắm, cái chất nhầy. Mình thử liệt kê hết tất cả những cái loại biện pháp tránh thai mà hiện giờ đang có được không? Đặt vòng này, cái que này, màng phim này, bao cao su, thắt ống dẫn tinh và thắt ống dẫn trứng. Vâng, ống dẫn trứng. Theo em tìm hiểu ấy, khi mà thắt ống dẫn trứng là hình như, em nói hình như thôi vì em cũng không rõ lắm, là mình sẽ không thể đẻ được nữa đúng không? Tức là khi mà mình đã thắt rồi. Đúng rồi ạ. Nhưng đàn ông mà thắt ống dẫn tinh là có thể bỏ được ra. Sanh cái bé thứ hai rồi, cái phát hiện có thai nữa. Trời ơi, thì cũng xỉu luôn, nó ủa sao kỳ vậy trời. Mình tính toán cũng dễ sợ lắm mà sao nó cũng lọt ra ngoài. Chứng tỏ là cái việc tính toán của chị nó không hiệu quả. Hồi nãy em đã định hỏi rồi. Thế đấy, cái tính nó không hoàn toàn. Tháng 28, tháng 30 nó mệt mỏi vậy đó. Bệnh viện nói là có thai thì mình cũng vui. Nhưng mà sau một thời gian tự nhiên thấy nó đau quá. Đau ngay cái phía bên tay cái trái nè. Cái là cũng đi khám thì bác sĩ nói chết rồi, cái này là em bé nằm ở ngoài nó bị kiểu gọi là thai ngoài tử cung á. Trời, nó đau không chịu nổi, phải mổ liền mà. Không mổ là bể ra chết liền. Cái biện pháp mà tránh thai mà tính ngày cũng chưa chắc là an toàn. Đúng rồi. Và kiểu của em nè, kiểu của em là ra ngoài cũng chưa chắc là an toàn đâu nha. Cái đấy không an toàn một chút nào luôn đấy. Ngoài ra còn có một số biện pháp nữa như là miếng dán tránh thai. Miếng dán. Miếng dán bây giờ nhiều người dùng nhưng mà rất là đắt. Mình có thể dán ở bất kỳ nơi nào, nghĩa là nó tiếp xúc với da của mình thì thuốc ở trên miếng dán nó sẽ ngấm qua biểu bì và đi vào máu. Ngoài ra còn các chị quên thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai một lần. Thế cho nên là em mới bảo rằng là chồng em phải là người chủ động tránh thai, bởi vì cái đấy nó không có ảnh hưởng gì đến cái tính đàn ông. Đúng là khi nghe á, đàn ông họ sẽ hơi lùi lại bởi vì sợ là ảnh hưởng đến cái chuyện đó, sẽ bị mất cái phong độ. Nhưng mà nó không hề ảnh hưởng. Em đã tìm hiểu rồi, nhưng mà anh chồng em vẫn chưa chấp nhận mọi người ạ. Nhưng mà chị Bông tìm hiểu kỹ rồi, chị nói cho em xem là cái thủ thuật nó như nào. Tại vì thực sự em cũng không biết, mà nghe nó cứ động chạm là mình sợ ấy. Phụ nữ ấy, khi mà mình vừa sinh xong, nếu như mà mình không muốn sinh nữa
thì cái thủ thuật đấy có thể làm ngay khi mình sinh, sinh xong. Thế nhưng mà nếu mà là đàn ông thì nó phải là tiểu phẫu, cũng phải động một chút đến đấy. Thế cái đó. Thì đúng là cũng ngại thật mà, bởi vì đang yêu đang lành ai muốn tiểu phẫu đúng không? Đúng rồi, chị hơi tò mò một tí xíu. Ví dụ như mà khi mà đàn ông mà thắt ống dẫn tinh, người ta có xuất tinh bình thường không? Có, vẫn xuất tinh bình thường chị. Chỉ là trong tinh không có tinh trùng. Đúng rồi. Nó vẫn là một cái dịch như bình thường, nhưng chỉ là nó không có tinh trùng thôi. Không thất tinh thì chết là chị ơi. Em không quan niệm là nam hay nữ phải tránh thai, mà ai làm cảm thấy tiện thì làm. Còn nếu như mà đặt vào em mà là anh ý mà tự nhiên phải đi tiểu phẫu thì em không cảm thấy ok đâu. Đã có lúc mà em biết là cái điều đấy nó khó khăn, thế nhưng mà em lại nghĩ rằng là tại sao tôi có thể kiểu đẻ được cho anh hẳn hai đứa con đấy. Tôi cũng rạch bụng tôi ra hai lần, tại sao anh không thể chỉ làm một cái tiểu phẫu nhỏ xíu như thế để vì hạnh phúc của bọn mình đúng không? Có nhiều cách mà, không cần thiết. Bông đang nói về vấn đề là chị kiểu chiều nhiều cái chứng tâm lý như thế. Em phải phản bác đó, tôi là chị không đồng ý với anh đâu. Mỗi người đều có một cái lý do riêng, cũng có những chị em mà không biết như mình hả chị, tức là không biết nhưng mà là không dám nghĩ tới, không dám nghĩ luôn. Đàn ông cũng sẽ ngại là sẽ giao kéo chút xúc. Mọi người cũng có thể nhìn thấy em đây, em vẫn đang rất vui vẻ hạnh phúc, mặc đúng. Dù chồng em không thắt ống dẫn tinh nhưng em vẫn ok mà. Tùy thuộc vào cái mối quan hệ của mỗi người và cái nhu cầu quan hệ của mỗi người nữa thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp phòng tránh khác nhau. Không thể nào mà chúng ta nói cách này tốt hơn cách kia tốt hơn, bởi đúng vì rồi. Nó đều có rủi ro cả. Nhưng nên phải là... có cách nha hai chị. Tại vì hai bạn nhưng này nhất quát là phải có cách, phải có cách. Việc quan trọng nhất là phù hợp với cơ địa của mỗi người. Đúng rồi.